Dương Lâm lên tiếng xin lỗi vì hành động bị chê phản cảm. Khán giả quay xe với lần tiểu phẩm này của Thu Diễm. Sau màn xin lỗi này, liệu khán giả có tiếp tục tha thứ cho anh chàng? Trong livestream vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi với hành động khi thực hiện tiểu phẩm mẹ bón cơm cho con. Nhiều khán giả không đồng tình với hành động trên của anh, cho rằng kém duyên, mất vệ sinh. Cụ thể, trong phiên livestream hôm 10 tháng 10, Lê Dương Bảo Lâm có hành động phản cảm khi nhai cơm rồi lại nhè ra và bón cho Võ Tấn Phát, người tham gia livestream cùng mình. Hành động của Lê Dương Bảo Lâm bị cho là quá đà, mất vệ sinh và không tôn trọng đồng nghiệp. Ngay sau đó, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải bài viết dài bày tỏ xin lỗi. Nam diễn viên đã tiếp thu những ý kiến trái chiều sau buổi livestream gây tranh cãi gần đây và anh sẽ rút kinh nghiệm. Nam diễn viên giải thích về tình huống trên, bình thường Võ Tấn Phát sẽ từ chối khi được bón cơm. Tuy nhiên, có thể vì không để ý nên Võ Tấn Phát vẫn ăn phần đồ ăn do Lê Dương Bảo Lâm đưa cho. Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng về hành động gây ồn ào trên. Anh viết, trong 18 tiếng tiểu phẩm liên tục đến tiểu phẩm mẹ bón cơm cho con. Mình hóa thân mẹ, bón cơm cho Phát là con. Như thường lệ, Phát sẽ từ chối nhưng không thấy và dùng luôn. Nên nhiều ý kiến trái chiều, mình xin lỗi cộng đồng mạng vì làm mọi người khó chịu. Ngoài ra Lê Dương Bảo Lâm cũng từng bị chỉ trích khi phát hành vài sản phẩm âm nhạc. Chẳng hạn MV Oải Cả Trường bị cho có phần lời thảm họa, nhảm nhí, hát dở mà hay ra MV quá vậy. Vấp phản ứng của dư luận, Lâm cho biết anh hát để vui thôi, không có đi diễn ở đâu. Trước đó người này cũng ồn ào với MV sao hay ra rẻ quá vậy hoặc chế nhạc từ các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon. Mới nhất, cách dạy con của nghệ sĩ cũng khiến dư luận ồn ào. Khi gặp những ồn ào này, phản ứng của nghệ sĩ vẫn y bài lên mạng xin lỗi. Lê Dương Bảo Lâm là một trong những nghệ sĩ quen mặt với khán giả truyền hình thông qua các game show, sân khấu hài kịch. Không những thế, thời gian gần đây, anh Dương Lâm Đồng Nai còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát khiến nhiều khán giả không khỏi thích thú, bật cười trước những giai điệu độc lạ mà nam diễn viên mang đến. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là một nghệ sĩ hài. Lê Dương Bảo Lâm là quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Anh cũng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế gây chú ý như Hai Ngày Một Đêm và một số dự án phim ảnh. Vốn xuất thân vốn nghèo khó, song sau nhiều năm nỗ lực, cố gắng hoạt động nghệ thuật, anh đã sở hữu được khối tài sản hoành tráng, thoát khỏi cảnh ở nhà thuê, thiếu thốn tiền. Nổi tiếng là thế nhưng cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên và Quỳnh Quỳnh rất đỗi giản dị nhưng không kém phần ngọt ngào. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của vợ con, gia đình và công việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Với khả năng hoạt ngôn, ứng biến nhanh trong nhiều tình huống, Lê Dương Bảo Lâm được mời tham gia nhiều game show, truyền hình thực tế với vai trò người chơi. Đặc biệt khi thị trường livestream nở rộ tại Việt Nam những năm qua, anh cũng là gương mặt được ưa chuộng. Thậm chí, không ít khán giả đặt biệt danh cho Lê Dương Bảo Lâm là thánh livestream. Livestream mang lại cho Lê Dương Bảo Lâm tiền bạc, giúp gia đình anh đổi đời nhưng cũng là con dao đâm ngược. Việc nhẫn mặt trong những phiên live và phần lớn xuất phát từ tính cách, nhận thức khiến cho Lê Dương Bảo Lâm liên tục có những hành xử, phát ngôn mất kiểm soát. Trong một bài phỏng vấn, Lê Dương Bảo Lâm thừa nhận anh từng đối diện với nguy cơ mất tất cả, bị nhiều nhà đài, nhà sản xuất quay lưng vì livestream quá nhiều ở quá khứ. Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần bị khán giả chỉ trích vì thường xuyên đăng tải những clip với nội dung câu view quá đà. Trước phản ứng của khán giả, nam diễn viên cũng từng thừa nhận quá khứ của mình có nhiều sai lầm do tuổi trẻ bồng bột, vạ miệng.